Hey, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình Tài Nú của mình. Thì ở chiếc clip ngày hôm qua chúng ta đã cùng nhau đi trải nghiệm cái con game gọi là Blood Food ha. Thì cái đó là cái server chung anh em à. Ngoài ra còn có một cái server riêng nữa, tức là những anh em khác tự bỏ tiền ra để thuê lại cái server chơi đấy. Ngày hôm qua mà Nú, cái thời gian mà Nú đi bem á ha, Nú đi farm á, là bị các cái đối tượng khác, các cái người chơi khác người ta bem mình đó. Thì nay thằng em nó cho nú một cái link á vào riêng một cái server của nó thôi anh em ạ. Ngay bây giờ mình cùng đi thôi nào. Let's đây anh em ạ. Thì nó cũng tương tự như là cái server hôm qua mà anh em mình chơi thôi ha. Nhưng mà cái này là nó riêng biệt thôi. Đây nè, anh em có thể nhìn trên cái góc chỗ people là người nè. Người đang tham gia này hiện tại có một mình nú thôi anh em ạ. Đấy. Thì thằng em nó cho mình cái này á. Trên kia có cái hộp nè. Thằng em nó cho mình cái này để mình chơi đấy. Thì quý lắm mấy trò đấy, quý lắm mấy trò. Thua rồi anh em ạ, cái chỗ này mình chưa nhảy lên được ha, thôi chịu anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi khám phá cái những cái ngày hôm nay. Bây giờ mới cấp 26 à, mình quay trở về đảo khỉ để mà mình farm lên cái cấp xịn hơn ha. Gặp khứa này để xin chiếc tàu miễn phí nè. Rồi lậm. Rồi let's go. Bây giờ đi đâu ta? Đi bên này là đảo khỉ nè. Vì bên kia là đảo gì ta? Đây. Những cái hàng cây xanh thẫm này thì là đảo khỉ. Chúng ta phải về đó để farm lên cấp 30 anh em ạ. 30 xong rồi. Từ cấp 30 mình mới đi qua bên kia nữa. Đấy nó nhiều cái lắm. Mà để farm lên cấp 30 cho tiện thì chắc là nó quay về nhà tí anh em ạ. Ê, mình nhớ đây là cái đảo khỉ nè, nhớ có mấy cái cây này là cái đảo của mấy con khỉ. Rồi mình chạy về đây. Chạy về đây là cái đảo mà nơi mà chúng ta được sinh ra đấy anh em ạ. À. Ok, thì chúng ta đã trở về cái đảo mà nơi mình được sinh ra rồi anh em ạ. À. Đấy, mình về đây để mình mua thêm một cây kiếm nữa. Hiện tại là đang đeo trên người một cây ha, mình mua thêm một cây nữa được à. Dual Katana anh em ạ, chém cho nó lực. Đấy. Lên đây là thấy có cái hòm mà tiền này nè, belly nè, belly nè. Ở bên này còn nữa anh em ạ. À. Đây là cái server thằng em mình nó cho nên là có mình nè. À. Để tí nữa nú sẽ rủ tụi nó vào nha anh em. Cho nó đông nó vui chơi cho nó thích đó, nơi mình được sinh ra ha. Thì lại chỗ cửa hàng nè. Mình sẽ gặp này mình mua thêm một cây katana nữa anh em ạ. À. Katana nè. Ủa. Nghìn nè ta. Vậy mua cái dual katana ở đâu ta? Hình như mua bên kia anh em ạ. À. Đâu rồi cái thuyền của tôi đâu rồi, mua bên kia anh em ạ. À. Đây dual katana thì phải mua bên này thì phải, bên cái đảo trái tim đấy anh em ạ. À. Cái đảo trái tim nó nằm bên đây. Đây cái đảo này anh em ạ. À. Hình như qua đây mới mua được dual katana thì phải này. Ok về đây lượm cái rương anh em ạ. À. Thì cái này có mình ở đây ấy mà. Đây có một mình ở đây thôi anh em ạ. À. Một server chỉ có một mình ta chơi thôi. Đấy thì lúc mà mình đi farm á, mình không có bị ai KS hết anh em ạ. À. Cửa hàng hình như gặp khứa này đúng không? Khứa này nó bán cái gì ta? À khứa này nó bán súng. Vậy thằng khứa nào nó bán dual katana ta? Cửa hàng này bán cái gì đây? Valentine shop à? Bán cái gì đây? Ừ, cũng không phải đây ta. Nú nhớ còn một cái cửa hàng nữa ở đâu đây trong này nè. Đâu ta? Đây, thằng này bán cái gì? Thằng này thì bán mấy cái trái à. Xem mình có đủ tiền mua được cái trái nào chưa nhá. Đây thì mình chưa đủ tiền để mua cái trái này anh em à. Đây, cái trái này là 30k nè, anh em mình để dành tiền để mua cái trái phân tách này ha. Đấy, thì không biết cái cửa hàng mua double katana nó nằm ở đâu á. Thôi. Chơi một kiếm đỡ nha. Chịu rồi không biết anh em ơi. Giờ thì mình quay về đảo khỉ mình đi farm nữa thôi. Đây từ đây bơi về đảo khỉ luôn đi. Đó mình bơi về cái đảo mà có cái rừng cây này gọi là đảo khỉ. Giờ đây mình làm nhiệm vụ mình farm cho lên level 30 nhá. Đây thì để vừa farm mà có tiền vừa có kinh nghiệm lên cấp á, thì anh em tốt nhất là mình nhận nhiệm vụ đi rồi mình hãy đi làm ha. Đó, tại vì là trong cái lúc mà mình farm á là mình có được kinh nghiệm nè, xong rồi mình còn có tiền nữa anh em, có tiền để mình mua các cái vũ khí ha, mình mua mấy cái trái ác quỷ rồi mình mua kiếm đồ này kia đó, mình mua kiếm đồ, rồi mình để mà mình mạnh lên rồi. Ôi nó đập mình đau dữ vậy.
hai cái con này. Úi giời, đấy, vậy là được ba con ha. Mình lên đây mình bê một con bên này nữa. Chém nó. Sử dụng skill, skill các thứ ha. Đây, xuống này chém hai con này nữa. Là mới được có 6 con rồi ta. Chém vô đầu nó. Nhớ canh cái thành máu nha nè. Chứ để không lẩn quẩn ra đó nữa đó. Đó. Cái con bên kia, cái con mập địch bên kia mới nhiều tiền kìa anh em à. Nhưng mà Nú đang làm nhiệm vụ của cái con nhỏ này ha. Con Godzilla cấp 20. Đó, chém vô đầu nó. 7 con rồi nè, xuống đây chém một con nữa. Chém thêm con này nữa. Ok, đó mình vừa xong nhiệm vụ mà mình lên được cấp xong mình có tiền nữa anh em à, đó ngon chưa? Được 1.200 tiền á, sau khi làm xong á thì anh em quay trở lại đây để anh em nhận nhiệm vụ tiếp đó. Để mà mình tối đa hóa được cái lượng tiền mà mình kiếm được trong game ha. Cái đồng đô xanh xanh đó là cái đồng belly tiền ở trong game đấy. Lên đây mình nhận nhiệm vụ con khứa này nè. Đó, bây giờ nhận nhiệm vụ vua khỉ đi, mình qua mình làm luôn con khỉ gây được 2.000 anh em à. Được 2.000 tiền với 9.500 kinh nghiệm nè. Anh em đứng ở đây nhận nhiệm vụ xong, anh em chạy lên cái bậc cao này nè. Đó, anh em chạy lên đây. Đó, anh em chạy lên đây ha. Sau đó là anh em nhìn thấy cái rừng cây này nè. Đó, nhảy qua là tụi nó đứng bên đây tụi nó đợi mình. Thế là mình chém thôi, ok chưa ạ? Thì bem cái con này thì mình lướt tới mình chém một cái xong mình chạy đi ha. Chém một cái xong mình chạy đi để nó đấm mình. Nè. Đó, mình chém một cái nữa. Mình chạy đi để nó đấm là mình dính đam liền ha. Đó, con này nó mạnh lắm. Nó vả cho cái là ngoẵng luôn đó. Đó. Nhớ lướt hai lần nha, đó để nó đấm cho là sưng người ra đó. Lại đây mày, lại đây bố chạy ấm cho mày thấy. Bố cộng chỉ số vào kiếm. Ôi. Còn 11 máu rồi à, lo cộng chỉ số tí nữa nó vả cho sưng mộm rồi. Đó, chém nó một cái rồi chạy anh em à. Đó, mình cứ chém nó một cái xong mình chạy ha. Tại mình yếu hơn nó mà. Để nó vả cho thì... Nó vả cho thì thôi, đừng có nói tới luôn. Nó vả cho thì thôi luôn. Đó, anh em phải canh á, anh em canh gần chạy gần tới nó là bấm chém xong mình lướt nè. Đó, mình bấm chém xong mình lướt nè. Chém xong mình lướt nè. Đó. Đó, mình cứ làm như thế ha. Chém xong mình lướt nè. Đó là nó không đam được mình. Nào, mình chém nè. Chém xong mình lướt. Đó, mày đấm ai thôi, mày ra đây. Ra đây. Ố mày sọc kiếm vào mồm ngay, sọc kiếm vào mồm ngay. Đó, nó đấm kìa. Đó, sọc kiếm vô mồm nó, sử dụng skill nè. Skill vô mỏ liền. Đó, chạy lên nè, chém nè. Mình có một cái kiếm nữa, mình còn yếu lắm anh em. Chém nè. Đó, lượm tiền liền anh em, lên cấp luôn ha. Lên cấp 30 luôn mà được 20k tiền luôn. Quá xá là đã luôn ha. Mà đánh con này lâu quá anh em. Mình còn yếu quá, mình đi farm boss lâu ấy. Đấy, bây giờ thì nhận nhiệm vụ gì nè, dẫn đường gì, nó dẫn mình đi đâu đây? Cách đây 400m rồi, nó dẫn mình đi qua cái đảo mới hay gì đó anh em à. Đó, nó dẫn mình đi đâu ta? Thì mình đi theo thôi ha. Lên cấp 30 là chúng ta sẽ đi tới một cái vùng đất mới. Đấy, giờ mình chạy theo. Đi ra đây xin một cái thuyền rồi đi ha. Đâu, thuyền miễn phí nè. Rồi, lậm. Đi thôi, đi qua vùng đất mới anh em à. Lên cấp rồi à, chúng ta đi vùng đất mới.
nó chỉ đường mình đi đâu đây. Đó mình anh em nhớ đây có cái la bàn nè, khi mà mình lên đủ cấp á, ví dụ như cấp 30 cái nó hiện lên ở đây có cái la bàn. Đó sau đó thì chúng ta cùng chạy theo cái la bàn này thôi anh em ạ. À. Đó nó dẫn mình đi sang cái đảo mới ha. Đó cái đảo này là cái đảo trái tim nha. Anh em nhớ đảo này đảo trái tim. Đây có cái thùng tiền, nhảy vô vỗ cái anh em ạ. À. Từ từ đi ha. Mình cứ tối đa hóa cái lượng tiền mà mình có đi. Đây một thùng nè, trên này một thùng nữa anh em ạ. À. Đó chỗ nào có tiền thì lụm thôi. Chỗ nào có tiền thì anh em mình chạy lại lụm. Đây nè, trong này mà đi đâu lạc luôn rồi. Lạc lắm quân luôn rồi. Đâu đây còn một thùng nữa. Đây. Đó, chơi theo giống nú ha. Là mình cày cái này miễn phí anh em ạ. Còn nếu mà các bạn muốn nạp tiền thì có kiểu nạp tiền nữa, nhưng mà hiện tại là nú đang chia sẻ đến tất cả bạn cái cách mà chơi cái trò này miễn phí đó. Đó, chỉ cần đi lụm tiền thôi. Rồi lụm ở đây nè. Rồi chiếc thuyền của tôi đâu rồi? Chiếc thuyền ngoài xa đâu mất luôn rồi. Đi lại thằng khứa này đi xin nó một chiếc thuyền nữa anh em ạ. Đó, nó xin nó cho thôi, thằng này nó cũng mến khách lắm. Rồi đi thôi, đâu rồi? Dẫn đường. À đây, trời ơi. Đây, chạy về cái đảo mới ha. Cái đảo mới không biết có gì bên đây anh em ạ. Nó dẫn đường mà đi còn 200 m nữa. 200 m nữa. Đây là cái đảo của mình, nơi mình sinh ra nè, đây là cái đảo trái tim nè. Rồi cái đảo khỉ thì nằm bên cạnh đảo trái tim đấy, đảo khỉ nằm đằng sau lưng này. Giờ thì mình đi tới đằng trước này, không biết là cái vùng đất mới này sẽ có cái gì để đón chờ chúng ta đằng phía trước nữa anh em ạ. À. Chỉ còn 100m nữa thôi, 130, 120. Server có mình là chơi sướng lắm anh em. Đó, vô tha hồ mà farm luôn. Hải tặc, hải quân các kiểu luôn, có mình tôi à. Tí nữa thì nú sẽ rủ mấy thằng em nó vào ha. Đấy thì mấy anh em ngày xưa chơi ngọc rồng chung với nú đấy, xong rồi tụi nó qua cái trò này, cái tụi nó rủ nú sang chơi chung cho nó vui anh em ạ. Đấy thì mình sang luôn. Đây là cái đảo gì thôi. À đúng rồi, tới đây là cái đảo gì đó, cái đảo gì mình không biết, nhưng mà tới đây là mình lưu cái này lại ha, lưu vị trí để có gì chết nó sẽ hồi sinh ở đây anh em ạ. À. Đó ok, mình lưu địa điểm hồi sinh nè. Nhận nhiệm vụ à, nhiệm vụ hải tặc level 30, tiêu diệt 8 con à, dứt. Đâu rồi, coi có cái rương nào ở trong này không. Đây, trong này có cái rương 2.000 tiền anh em à, đó. 2.200 luôn chứ không phải 2.000 thường nữa. À, trên này nè. Các bạn nhớ nha, lên cấp 30 xong mình lại cái cửa hàng của thằng Khứa này nè. Nó bán song kiếm katana anh em à, đó. Song kiếm katana mình mua phát là được hai cái kiếm luôn. Với giá là 12.000, lậm luôn. Đó. À, bây giờ mình có thêm cây kiếm nữa, xong kiếm katana trang bị vô đó, mình có hai kiếm anh em ạ. À. Đó hai kiếm chém gì nè, trội. Đâu con nào, mình đánh con này ấy hả. Mày ra đây kéo luôn bốn con ra luôn á, chấm bốn luôn á. Mày ra đây 4.4 luôn đấy. Mày ra đây lóc xoáy nè, chém nè. Chấm bốn luôn á, tao có hai kiếm lận, ui, hai kiếm mà gần ngoẵng luôn anh em à, còn hai mươi mấy máu kìa, xong kiếm, nhưng mà khi nãy nú lưu vị trí ở đây rồi anh em à, đó, mình lưu vị trí ở đây rồi, thì giờ vô mình chém để nó tiếp thôi, đó, vậy là chắc phải đánh một con một lúc thôi anh em à. Ôi, gần ngoẵng nữa rồi. Trời ơi, thế này thì chịu anh em ạ. À. Thế này thì chỉ bêm được một con một lượt thôi ha. Chứ tụi nó mạnh quá. Tụi nó mạnh lắm, tụi nó đập mình tòe cả mồm ra luôn. Bốn con nữa là xong nhiệm vụ thôi, đánh từng con nha anh em. Tụi nó mạnh quá. Đứng solo chứ. Solo với nó luôn. Mình có hai kiếm lận. Rồi, mình đợi hồi máu tí anh em à. Cho nó lên tí kiếm nữa đi. Đợi hồi máu. Rồi, chém con này. Lóc nó anh em à, lóc nó. Hai kiếm mà chém thua thằng một kiếm luôn. Chết tiệt thiệt chứ.
đợi hồi máu anh em à. Thì trong thời gian đợi hồi máu đi nú đi kiếm thử rồi có gì không. Trong này có rương mình lượm rồi nè. Cái ngoài này có cái gì để mà mình lượm nữa không? Rồi có cái gì rít man gì đây, này có gì mà mày giàu à? Người giàu à, nói chuyện thử à. Biến đi, má chết tiệt thiệt chứ. Chém vô đầu mày. Biến đi hả? Biến đi hả? Má đây có cái hòm gì đây? À được 700 tiền anh em à. Ồ. Đi tìm cái còn cái gì nữa không ha? Ngoài đây thì có mấy thằng gì nó cầm búa, cầm chùy vậy nè. Rồi có chỗ nào độc lạ nữa không? Cái gì đây? Cái gì đây? Level 55 mà boss à. Thôi không có chơi nha bạn. Mà đi khám phá chỗ này ha, đây được rương nữa anh em à. Lậm tiền 800 mấy luôn, nhảy xuống chết không? Nhảy xuống không chết anh em à, được. Không chết thì tao chém cho mày. Tao chém cho mày thấy. Tao chém cho mày thấy. Tao chém cho mày thấy. Đi vô đây được không? Không đi được này. Yếu quá anh em mà chém xong một con mình gần ngoẳng luôn. Ê, ráng một con nữa xong nhiệm vụ anh em à. Xong nhiệm vụ thì không biết nó lên được cấp bao nhiêu đó, chứ yếu quá anh em mà. Mấy con này thì nó chém khỏe. Kiếm của tụi nó cũng sắc phết đó chứ. Rồi, lên cấp 33 anh em à. Ôi thôi giờ chắc tiếp tục farm mấy con này nữa anh em à. Để tích 30.000 tiền đi qua mua cái trái chóp kia anh em ạ. Cái trái chóp kia thì những cái con cầm kiếm á, nó chém mình thì mình không mất máu, nó hay lắm. Để bây giờ là nú tiến hành nú ngồi nú farm lấy 30.000 tiền ha. Rồi nú sẽ dắt anh em mình đi mua cái trái đấy, ok chưa? Đây anh em ạ, để nú chỉ cho tất cả bạn cách mà mình vừa farm được tiền và vừa farm được kinh nghiệm ha. Thì các bạn cứ ra đây nhận nhiệm vụ hải tặc mà khi mà mình cấp 30 ha. Bây giờ nú cấp 35 rồi thì đi vào đây đánh nè. Đánh con này cái anh em ạ, nú mới tìm ra được cái tiếp này ha. Xong đánh con này cái nè. Đánh con này cái mình lôi 4 con ra ha. Mình lôi 4 con ra đây. Mình có cái skill Z này nè, đó. Mình hất nó ra ha. Xong anh em sẽ chém nó một cái rồi mình lướt nè. Chém một cái rồi mình lướt là nó. Chém một cái rồi mình lướt. Thì cái tỷ lệ mà nó đánh trúng mình thì rất thấp ha. Đó, mình cứ sử dụng skill thôi. Đó, mình cứ chém rồi mình lướt. Chém rồi mình lướt. Đấy. Xong mình chờ cái skill mình hồi nè. Đó, cái mình lóc xoáy nó. Đó, mình cứ thế ha. Đó. Là mình chém được 4 con một lúc luôn anh em à. Đấy. 4 con một lúc. Mình vừa farm, mình vừa làm nhiệm vụ luôn ha. Đây nè, hất tụi nó ra. Đấy. Hất tụi nó ra. Đó, mình chém được một con. Chém được một con nè, như vậy thì nó không bị mất máu anh em ạ. Nó chém mình bị hụt ấy. Đó, là mình xong 4 con. Đó, mình được 4 đứa nhiệm vụ rồi. Đó, xong mình được một mớ kinh nghiệm nữa ha. Đó, bây giờ nó cứ cộng mắt vào kiếm thôi anh em ạ. Chờ 4 con nó hồi sinh cùng một lúc. Chém con này cái nè. Đó, mình khèo mỗi đứa một con ha. Mình khèo mỗi đứa một cái anh em ạ. Đó. Rồi. Rủ tụi nó ra đây. Ra đây, ra đây. Cho đi chung lại anh em ạ. Hất kiếm nó nè. Chém nè, lướt nè. Chém nè, lướt nè. Chém nè, lướt nè. Đó, mình cứ làm như thế anh em ạ. Lóc xoáy vô đầu nó nè. Chém mình có hai cái kiếm lận. Đó. Mình hai kiếm lận mà. Mình có hai kiếm rồi mình nhảy nữa mà. Hai kiếm rồi mình nhảy nữa mà. Đó, mình gần ngoẳng luôn. Đó, mình hai kiếm rồi mình gần ngoẳng luôn. Đó. Xong mình chém rồi mình lướt nè, 35 máu nè. Chém rồi mình lướt nè. Lóc xoáy nè, đó mình nhảy nè. Chém ai nè. Chém ai nè. Chém ai, chém ai. Chém ai. Thằng kia, ế, sao đi cất kiếm rồi. Chém ai. Chém ai. Đó là mình được một mớ luôn ha. Mình xong nhiệm vụ là được tiền nè, được 3.000 tiền nè. Xong được 13.000 kinh nghiệm nữa. Với cái kinh nghiệm mà mình làm mà mình ban tiêu diệt được cái con đó nữa anh em à, thì nó được một mớ kinh nghiệm và vào tiền luôn. Đấy. Xong bây giờ ra nhận nhiệm vụ tiếp anh em à. Đó, cứ làm thế thôi ha. Cho tới khi nào đủ 30k tiền anh em à. Đó, coi có cái rương đây chưa. Rương đây mình ăn rồi chưa có nè. Đó, mình sẽ quơ. Chém mỗi con một nhát ha. Đó, sau đó mình lướt chạy. Đó, cứ làm như khi nãy nú chia sẻ thôi ha. Ok, nú vừa hoàn thành nhiệm vụ được 31k tiền rồi ha.
Bây giờ chúng ta quay về cái nơi mà mình được sinh ra đó anh em ạ. Trời tối luôn rồi đây nè, ở coi kiểm tra ở đây còn cái rương tiền không anh em ạ. Cái rương này được 2.000 còn đây. Cái rương này được 2.000 anh em ạ. Ui, 1.800 mà ngon đấy. Mướt mượt mượt luôn. Bây giờ ra với chiếc thuyền này mình đi anh em ạ. Đi về mua cái trái chóp chóp rồi quay lại chém mấy con này là không tốn máu luôn anh em ạ. Đây. À, mà đi sao ta? Đi về nơi mình được sinh ra mình đi sao ta? Bên này à, đi thẳng ở đây anh em ạ. À. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Đi thẳng ở đây là về nơi mình được sinh ra. Phải không? Hay là bên kia? Thôi cứ đi về đây cái đã đi ha. Đây, đi về cái đảo trái tim nè anh em ạ. À. Không biết là mình nhảy lên được kia chưa ha. Chưa được luôn anh em ạ. À. Cái rương đó vẫn chưa nhai được. Cày thế. Ra đây mua cái trái chóp chóp anh em ạ. À. Xem là nó có bán hay chưa ha. Nó mà chưa bán thì thôi quầy luôn đó anh em ạ. À. Thì 4 tiếng nó sẽ reset lại một lần ha. Bây giờ còn 2 tiếng nữa anh em ạ. À. 2 tiếng nữa thì mới reset lại. Thì chúng ta sẽ mua cái trái này nè. Cái trái phân tách này hay còn gọi là trái chóp chóp đó anh em ạ. À. Thì cái trái này nó có cái nội tại hay lắm. Khi mà những cái con cầm kiếm giống như mình á, thì nó sẽ bèn mình không mắc máu anh em ạ. À. Ấy, nó được cái như thế đấy anh em ạ. À. Nhưng mà bây giờ nó không mua được. Ê, nó mới chết tiệt cái chứ. Nó có nhiều trái nhà, trái cát, trái bóng tối, trái hồi sinh, trái kim cương, ánh sáng, cao su gì. Rồi rào trắng rồi nhiều cái nha. Trái lớp nè. Trái spider. Đấy, bây giờ ngồi đợi 2 tiếng nữa mới mua được anh em mà 2 tiếng 50 mấy phút nữa. Nó mới reset lại thì mới nhảy vô mua được anh em mà chết tiệt thiệt cái chứ. Thôi bây giờ thì chắc là đi lẻn đâu đi farm tiếp anh em ạ. À. À anh em ơi. Thì ra cái hộp quà trên đây nè, đó cái rương đó á, ở đây có cái cầu thang anh em ạ, đây nè. Đó, có cái cầu thang. 800. Thì ra nó là như thế anh em ạ. Bây giờ tìm xem là mua được cái trái chóp chóp chưa ha. Nãy giờ đợi cũng lâu lắm rồi đó anh em ạ. Tiếp tục này. Mua được chưa ta? Ủa sao mua được cái đồng này? Chưa được luôn anh em ạ. 2 tiếng 37 phút nữa. Trời ơi nó lâu dữ vậy. Phải có cái trái đó thì mới chơi được anh em ạ. Hello anh em, đợi cái trái kia thì nó 8 năm luôn rồi. Bây giờ thằng em mình nó kêu qua bên cái đảo khỉ nó random gì cho đó anh em ạ. À. Nếu mình chạy qua thử nó ra cái gì cho mình đâm nè. Server anh em thấy có 2 người. Mình với thằng em ha. Thằng Lộc nhỏ sẽ chơi chung với mình. Rồi thằng bé nó đâu rồi. Lâu quá anh em ạ. À. Mình thấy cái hộp kia. Nó lâu mà nó ngồi nó đi nhặt một đống tiền luôn anh em ạ. À. Nhặt ở đây được 8 mấy nghìn này đây nè. Sáu lắc dữ vậy ta. À, à. Đi lên đây sẽ gặp thằng bé trên này anh em ạ. À. À, thằng em mình nó vào tới rồi anh em ạ. À. Em mình. Em mình nó vào tới rồi nè. Cho cái gì đây? Nó cho mình trái gì đây? Rồi cái trái này làm cái gì? Đi ra ấn ăn thầy. Ok, ăn thử rồi nó như nào. Đây là trái gì? Là trái gì? Lắc quá ta. Lắc quá anh em ạ. Đây là trái gì ta? Đang ăn rồi đang ăn khi nào xong? Ủa dồi ôi gì ghê vậy? Có cái tay nữa. Có cái tay nữa, gì ghê vậy ba. Gì ghê vậy ba, cái gì nó có chiêu laser chiếu chiếu gì nè. Trái đó của chó đó. Lão thật. Lão thật. Lắc quá. Cái này bấm Z đó. Còn nó bỏ một cái đó. Lắc quá ta. Hello anh em, thì thằng em nú nó vào nó cho cái trái này anh em mà gọi là cái trái dung nhang ha. Thì khi mà dùng skill của nó sẽ như này nè anh em ạ, đây nó dùng như này ha. Sẽ dùng cái bấm Z cái đó. Có cái tay nó vỗ cái thằng này anh em ạ. Thì khi mà có cái trái này vào thì mình chém không bị mất máu anh em ạ. Ui, thế thì khỏi cần phải đợi mua cái trái kia anh em ạ. Ôi nó đã.
Có cái này thì đi farm thì thôi luôn, cần cần hết tụi nó luôn anh em ạ. À. Đó thì cái trái dung nhan ấy, khi mà mình chém là cái trái cháy ra anh em ạ. À. À, chém cái trái cháy ra ha. Chém nó bị cháy cháy ra, rồi đứng solo luôn anh em ạ. À. Khỏi cần phải nhảy đi đâu, trời ơi nó đã. Anh em nó nói nó random cho trái này hết 850k belly của nó anh em ạ. À. Hoài. Nó cho thằng anh nó cho thầy của nó. Thì cảm ơn lọc nhỏ nha. Giờ thì đi farm thôi anh em ạ. À. Gà luôn, chém hết tụi này luôn em ạ. Chém hết tụi mày luôn, hồi nãy tụi mày cắn tao. Nãy tụi mày chơi tao đúng không? Chơi tao đúng không? Chơi tao. Ra đây nè. À, đổi sang cái này vỗ nó anh em ạ, cho nó bù lại đi, cho nó bù lại. À, lại đây. Anh cho tụi mày lóc lên hết, anh cho các em lóc lên hết. Anh trả vỏ cho, trời cái trò này chơi đã thiệt anh em ạ. Có mấy cái trái ác quỷ gì vô, chơi sướng. Cộng hết vô đây anh em ạ. Á ta. Rồi bây giờ mình đi làm nhiệm vụ gì nữa đây? Cấp 47 nhiệm vụ đầu gấu anh em ạ. Khi nãy thằng đầu gấu nó đập mình đúng không? Đâu rồi thằng đầu gấu, khi nãy mày đập ai đâu? Đó thằng đầu gấu. Mày đập ai? Bây giờ ra này gom hết tụi nó lại luôn anh em ạ. Đâu. Đầu gấu à. Đây một đầu gấu nè. Hai thằng đầu gấu nè. Ba thằng đầu gấu nè. 4 thằng đầu gấu nè. 5 thằng đầu gấu nè, đi hết lại đây. Đây mình đứng đây luôn anh em ạ. À. Đứng đây ha, đợi tụi nó lại. Trời ơi, đánh đi. Trời ơi, anh không có mất máu, đánh mạnh lên các em ơi. Các em ơi, anh sẽ lóc các em lên. Rồi anh sẽ giết các em đi. Ok chưa? Chém trời ơi, đã thiệt anh em ạ. Có cái này farm level anh sướng. Trời ơi, nhiệm vụ đồ này kia. Hình như trái ác quỷ nào nó cũng có cái nội tại này hay sao ta? Lúc mới chơi cũng chưa rành mấy cái này nữa anh em ạ. Có cái trái thì cắn vô thì nó không được vĩnh viễn anh em ạ. Ăn một lần rồi thôi à. Đấy, ăn được một lần rồi thôi à. Khi nào mà mình ăn sang trái khác thì trái này nó mất anh em ạ. Ờ, nó kiểu vậy đó. Còn mình thoát game ra mình vào lại thì nó không mất ha. Đấy, giờ gom tụi nó lại để đập tụi nó anh em ạ. Đầu chọc này đi về đây. Đi về đây, anh vỗ cho các em một bạt tay liền nè, đi về đây. Đấy, đi về đây. Lốc xoáy nè, đi về đây. Đi về đây. Cái này nó có level không ta? Cái này level 1 hả? Làm sao chỗ này lên được level ta? Trái số 2 này là mình đâu có đốt nó cháy được đâu. Vơi thôi, nhỏ đập kìa. Ôi, sợ tiêu nó đẹp. Thôi rồi luôn anh em ạ. Đây, mình để về đi ha. Để về đi, mình chém nó nè. Nè. Mình gom gom lại ha. Để nó đi, nó gom cái thằng này lại nè. Một con nè. Để chạy lại ha. Gom con này lại nữa nè. Gom con này lại nữa nè. Đó, mình sẽ gom đông đông lại. Rồi, đi lại đây các bé. Các bé đi hết lại đây. Đó, mình sẽ đứng đây ha. Thầy Nú sẽ làm cái combo từ trên xuống dưới cho anh em xem nè. Đây nè. Lóc nó lên nè. Rồi, hất nó đi nè. Trời ơi, nó đã. Chém sướng. Trời ơi. Bây giờ đợi mua cái gì cho nó mạnh lên anh em ạ. Mua súng hay mua gì đó cho nó mạnh thôi. Đó, còn mình cứ để dành tiền đây ha. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, lên cấp 49 rồi anh em ạ. Lên cấp 49 rồi, ráng farm lên cấp 50. Rồi ra đi đánh với con boss lớn nha. Ở ngoài đây thấy có con boss lớn lắm anh em ạ. Đây nè, để nú đi cho anh em mình xem nha.
ngoài này nó tối. Cái con boss vừa đây à, nhận nhiệm vụ phát lửa đi ha. Đầu gấu nè, làm thêm mấy con đầu gấu đi. Thằng nào mình cũng farm á thì mình farm mấy con đầu gấu đó, làm nhiệm vụ luôn anh em ạ. Đâu nè, đây nè, ở trên này nó có con boss nè anh em ạ. Tí nữa cấp 50 là anh em mình vỗ đầu nó liền ha. Trong nhà này có cái gì không? À, trong nhà này có cái rương. Nhà này có cái rương, ngoài này này có kiếm. Đứng đây mà nó cũng chém mình được nữa. Để coi nó chém mình mất máu không nha anh em. Đây là con boss nè. Ui. Nó chém xỉu luôn. Nó chém xỉu luôn chứ đâu có mất máu đâu. Trời ơi. Cái rương này có tiền anh em ạ. Trên này một rương nữa này. Đấy thì map này nó có 3 rương. Mình sẽ đi mình lụm. Lụm mới có tiền anh em ạ. Đó tức tiểu thành đại ha. Đó một rương là được 900 mấy nghìn anh em ạ. Được nghìn. Rồi. Đi lên nóc nhà là bắt con gà. Bây giờ mình ra mình chém mấy thằng mập này tiếp. Đó có cái trái ác quỷ vô nó sướng hẳn ra anh em ạ. Trẻ quỷ ác cung gì đó mình gom nó lại ha. Bây giờ mình mạnh lắm, mình mạnh hơn tụi nó lắm. Mình có cái dung nhang này nó phun trào này nó. Về đây các bé ơi, dung nhang phun trào. Bây giờ mình sẽ chém nó cho nó gần đi ha, chém nó cho nó gần đi. Xong mình sẽ cho cái dung nhang ra anh em ạ. Rồi cho cái dung nhang ra mình dùng như vậy cho lên cấp. À, nú sẽ đợi cái dung nhang này nó hồi, nú đấm lại một phát nữa cho lên cấp cái dung nhang này anh em ạ. Cho lên thông thạo ha, chọn chiến nó lên thông thạo 6 nè. Đó mình cày thông thạo cho nó anh em ạ. Thông thạo cho cái trái ác quỷ mình vừa ăn đấy nè. Thông thạo nè đấy, đợi nó vài giây anh em ạ. Đó thông thạo lên nè, thông thạo nó càng lên cao thì nó càng mạnh anh em ạ. Ừ. Nó thế nó mới sướng nó. Bây giờ có bấm được cái F nữa là cái gì đây nè, cái gì dịch chuyển gì ghê vậy, có cái gì dịch chuyển gì ghê ba, có cái nút F gì đây nè, có cái gì mình dung nhang phun trào tan chảy tùm lum tán loạn hết vậy? Mà dỗ cái thằng này nãy giờ chưa chết nữa. Cái gì đây ta? Cái gì đây ta? Skill nó độc độc lạ lạ ta. Level 10 rồi. Cái này còn nhiều cái mới lạ quá ta. Nhiều cái mới lạ mình chưa thể khám phá nữa ta. Cái này còn nhiều điều mới lạ quá anh em ạ. Đó, bây giờ mình còn ép lên nè. Ép lên mình lặn đi anh em ạ. À. Mình dung nhang, mình tăng chảy nè anh em à. Đó, mình lặn đi, mình tàng hình, mình đốt tụi nó nè, đó. Đốt tụi nó cháy nè anh em à, đó. Đốt nó. Đó, đốt cho nó cháy. Đó, đốt cho nó cháy. Đó, cái mình không bấm ép nữa là nó sẽ xuất hiện lên anh em à. Đập vô đầu nó. Lấy kiếm chém nó. Lấy kiếm chém nó cho nó gần ngoẳng rồi thì... Rồi. Nó ngoẳng luôn rồi anh em à. Đấy thì... Ở cái clip lần này nè, nó cũng farm lên được cấp 50 rồi. Bây giờ thì anh em mình đi giết cái con boss cái để mình kết thúc clip cho nó đẹp anh em nha. Rồi, à, bây giờ đi trả nhiệm vụ rồi hả? Đi lụm cái con boss hay cái gì nữa? Con boss. Đây, nhiệm vụ nè. Mình sẽ tiêu diệt con hề nha. Con hề body gì, con hề trời cần 55 lận anh em à. Cần level 55 mới được anh em à. Thôi. Như vậy thì hẹn gặp lại tất cả bạn ở video lần sau nhé. Ở video lần sau thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham chiến tiêu diệt cái con boss trên này, ok chưa? Đây, con boss nó đứng đây nè anh em ạ. Ở tập sau thì mình sẽ lên mình vỗ nó ha. Bây giờ lên khèo khèo nó cái đi anh em ạ. Đó, mình lên mình khèo khèo nó cái nè. Gấu nè, gấu nè, đó. Tập sau mình sẽ chiến đấu với con này nha anh em. Còn bây giờ thì có lẽ là nú xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở video lần sau nhé. Bye.